Cô chú đổi lại rất chi là vui. Đây mọi người nè, trời ơi, đây mọi người nè, trời ơi, ui nó nhảy nè mọi người. Trời ơi, y chang đẩy luôn mọi người ơi. Ui, quá đã mọi người ơi. Rất là nhiều luôn mọi người. Hai, dạ em chào mọi người. Rất vui khi em Quốc lại gặp tất cả mọi người trong video mới nhất của em. Trong video ngày hôm nay, em Quốc sẽ giới thiệu làng lưới rồng mở tại làng biển của em nha mọi người. Xem các cô chú đánh bắt nghề lưới rồng là như thế nào nha. Và nếu mọi người yêu thích chủ đề này, nhớ cho em một nút like kênh cũng như một lượt đăng ký kênh nha. Em cảm ơn mời mọi người. Và em mời mọi người cùng vào xem video với em luôn nha. Đây, các cô chú và anh chị đang kéo nha mọi người. Nãy em có hỏi thì cô chú nói mấy hôm nay có trúng được một đàn cá nhám nha. Cũng trúng được mười mấy triệu. Ý hình như là 120, 130 gì đó. Em chờ rụng cũng xuất hiện khá là nhiều. Đây nè mọi người, rồng năm bốn năm giác vậy đó mọi người, bốn năm tay lưới rồng luôn nha. Nghe tin cá trống là em liền ra đây quay luôn nha. Hy vọng thì giác này cũng có cá. Mùa này là mùa cá sòng đấy nha mọi người. Cá sòng là nó thường đi theo từng đàn, một đàn của nó là khoảng chừng là một tấn cũng có, mà vài trăm ký cũng có, vài tấn cũng có nha mọi người. Ở quê thì cũng có một lần trúng vài tấn cá, vài tấn cá sòng. Hồi đấy thì có lần mua trúng mấy tấn quá không chú? Dạ cái hộp kìa, cái này mấy ông đồ càng, mấy ông để lại này, có mấy cái hộp này mọi người, mấy người đào còng để lại đó. Dưới kia cũng có mấy chú với mấy anh đang kéo, có một cô. Đầu bên này thì hình như là nhiều người hơn. Rồi bên này, chỉ có bốn người dân thôi. Hỏi thử mọi người xem video này thì đừng có ấn tua nha, xem cho nó hấp dẫn. Tại vì kéo này thì vùng biển quê em với Bình Thuận với Đà Nẵng với có nhiều thôi, còn biển quê khác thì rất là ít. Chú sáng giờ chú kéo được mấy giác rồi chú? Dạ, được có nhiều chứ chú? Ít, giờ đây ít. Dạ. Mọi hôm là nhiều hơn à? Mấy bữa trước á. Dạ. Trước có sàn rồi. Nãy con nghe nó trúng con mười mấy cái có nhám luôn mà, có nhám. Có nhóm bữa trước hả? Dạ. Hôm 12 kìa. May mắn chú vậy? May mắn chú vậy? À. Dễ gì được nữa. Dạ. Cảm ơn chú nha. À. Dạ. Người đang tập trung kéo nè, cũng hạn chế hỏi nha. Đây chỉ là một cái đầu dây thôi, còn ngồi phía xa kia là có một đầu lưới nữa nha mọi người. Đầu lưới thì mới chú ý quan trọng nha. Đầu này là đầu để thả ra ngồi cho nó xa đó mọi người. Cái này mọi người còn thường nói là nghe đi cùng lui nè. Ở đây có một bánh sành này, em sẽ liền em vứt đi cho không, nó rất nguy hiểm này. Vì cái này kêu đi thụt lùi là thường họ sẽ đi lùi đấy mọi người. Hy vọng là tay lưới này sẽ trúng đậm con cá sòng, những con cá nhám và những con loại cá đắt tiền như cá thu nè mọi người. Ở quê em thì cũng có loại cá là loại cá vụ trường nè, loại cá nó to là tầm khoảng vài chục ký một con đó mọi người, to lắm. Mọi năm thì có rất nhiều nhưng mà năm này thì chưa thấy xuất hiện đó. Nó xuất hiện là tầm tháng 3 đến tháng 4 đến tới tháng 9 nha mọi người là bắt đầu mùa nó lây. Giờ
hai đầu sẽ bắt đầu chụm lại rồi bắt đầu tới phao lưới. Sau khoảng 5 đến 10 phút tua nhanh quay thì tại thì chuyên lưới cũng đã vào tới nơi mọi người. Dân ở quê em gọi là chuyên lưới nha, còn người dân ở quê khác gọi như thế nào thì em không biết. Cái này được chia làm 3 phần, một phần dai, một phần lưới và một phần đục. Đục thì người dân sẽ làm chắc chắn hơn và lỗ sẽ nhỏ hơn lỗ này nha mọi người. Lỗ này là lỗ lưới nằm, lỗ lưới này là lỗ lưới máy chú. Dạ, lỗ lưới này là lỗ lưới rộng nha, lỗ lưới bao nhiêu thì em cũng không rõ. Bắt đầu gần sát đục thì người dân sẽ bắt đầu làm nhỏ lỗ lưới lại nha mọi người. Kéo rục này thì cũng mua chừng nha, không biết cá nhiều hay cái cũng tùy theo thời điểm con nước nha mọi người. Nhưng mà mỗi hôm thì cá trống lên nha, chắc giờ cũng cá trống thôi, cũng không bèo bèo đâu mọi người. Sóng thì lại cũng khá nhỏ chứ không lớn. Biển thì rất đẹp nha mọi người, biển quê em thì lát rất chi lý. Mà quê em thì vẫn chưa phát triển về biển là bao nhiêu, chỉ còn cô sơ thôi. Nói chung là ngành du lịch của quê em cũng chưa phát triển. Có khúc dưới kia là có Hòn Găng Na thôi, được khúc bên dưới kia là hơi phát triển một chút. Đây một và Hòn Găng Na nằm ở dưới cái này. Đây là tại đây là di hải di xuyên Quảng Nam nha mọi người. Cái ngành nghề này là có từ khi em sinh ra đó mọi người. Năm nay em 21 tuổi rồi, mà từ khi em sinh ra tới giờ đó mọi người, trước khi em sinh ra là vẫn có rồi nha. Ngày này nói chung là xuất hiện cũng rất là lâu rồi, lâu đời đó mọi người. Giờ các cô chú sẽ di chuyển lưới để tách xuống như này cho nó dễ kéo hơn, tại vì nước hay kia hơi đậm nước nha mọi người. Với trống cái gò nè, cá sẽ dễ chui ra hơn. Các cô chú sẽ đi xuống cái này. Đây. Bữa nay cô bả kéo không cô bả? Bữa nay cô bả kéo không? Bữa nay cô bả kéo không không? Hay lâu lâu mới kéo à? Dạ. Còn khoảng chừng hơn 100 mét để với lưới với tới vào và tới nơi đó mọi người. Còn lưới còi ở phía xa thì để em dùm cho mọi người xem. Máy em dùm được chỉ có một cái đó, mọi người thấy phao rất khác không? Đó là lao nó nổi lên đó, phao nó nổi ra mùi đó, nó đắt của xã kia mọi người. Chúng ta cầm khoảng gần đến 100 mét nữa sẽ vào đến bờ nha, cầm khoảng tầm 20 phút nữa, em nghĩ là 20 phút nữa sẽ nước sẽ vào đến đây. Và các cô chú thu hoạch được bao nhiêu cá thì cũng chờ ba em 2 phút nữa nha mọi người. Em cũng mới làm YouTube thôi nên mọi người ủng hộ em bằng một nút like kênh cũng như một lượt đăng ký kênh nha, cảm ơn mọi người.
Niềm động lực của em là đăng ký của mọi người đây. Hy vọng là mọi người sẽ giúp em một lượt đăng ký kênh, cũng như nếu thấy hay thì share lên, share một like giúp em và một nút share luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Đây có một chị người nước ngoài đang hỗ trợ các cô chú và các anh kéo rung đấy nha mọi người. Kia thì chồng của ấy đang chụp hình quay lại. Ok, good, thank you. Thank you. Đây nha mọi người. Cùng trở lại với chủ đề chính của em và các cô chú nha. Giai đoạn quyết định của ngày hôm nay là có cá hay không có cá đây mọi người. Một là mã lưới trúng đậm, hai là phải lưới ít cá, nhưng mà em hy vọng là sẽ thật nhiều cá nha anh. Dạ gần bao tới bờ rồi mọi người. Đây còn mà em có bao quai nhỏ đó chứ mày quai chưa quai. Em có cái GoPro đó chứ mà em lần đem đưa anh cái xóa cái một con chưa vừa hết không phải. Dạ chưa hết đẻ anh đẹp phải không? Dạ chưa vừa hết đẹp em sọt nhà đâu. Đây các cô chú đang tập trung kéo đây nha mọi người. Em cũng đang tập trung để quay đây. Cái đục thì nằm ở khu bên này nè mọi người, tại thì mà chưa thấy cá gì nhiều hết. Trong này thì các cô chú đang kéo nè. Nãy em có nói chuyện với người anh thằng số của em, thì anh nói lấy máy quay quay cho rõ nét. Mà em nói là có máy quay ở nhà rồi, mà hôm nay thì máy quay của em hết pin nè, em đang dùng chiếc điện thoại iPhone 12 của em để quay cho mọi người xem đó. Nhưng mà cá nhân em thấy thì chiếc điện thoại iPhone 12 này quay khá chỉ là đẹp nha. Đẹp hơn so với những chiếc máy quay ở ngoài thị trường không mọi người. Em cũng đã thử qua hai dòng máy quay, thấy cái điện thoại này ưng ý. Em còn có một cái GoPro đó mọi người, mà quay nó cũng không zoom được, mà nét nó cũng không rõ lắm nha. Nói chung về sức về điện thoại của mình thì nó không còn đẹp như trước nữa. Nên em chọn chiếc điện thoại iPhone 12 để em quay cho mọi người xem. Có cá mọi người, có sạc đúng bài có sạc mọi người ơi. Đúng bài có đúng bài có sạc mọi người ơi. Đó đúng, có sạc y cho một bài luôn mọi người ơi.
em thấy nó chạy nhí nhói ngoài này nè. Ui, hiện tại biển khá đậm, khá nước này mọi người, có bọt này mọi người không thấy được. Ui, đi cho bột bậy có xong luôn mọi người ơi. Ui đó kìa, nó nhảy đó kìa. Ui, đúng rồi, đúng rồi. Đây này, đúng đúng đúng, cá sông rồi mọi người ơi, tuyệt vời. Hy vọng là cá sông này nó vào nó ăn rút đó mọi người, nên vào mùa nên khá đúng. Bên chú bên kia là chủ rồng đó nha, đang kế tập trung. Còn đây là những người dân chơi giúp thôi, và cũng có một số người đi chung. Ui. Ui, nó kìa mọi người kìa, nó bơi kìa, nó bơi, nó bơi, mọi người thấy không? Ui, một bầy luôn mọi người ơi. Ui, nè nè nè, đây cho một đẩy luôn mọi người nè. Trời ơi, ui, nhiều lắm mọi người. Cũng cả mấy trăm ký cá đó mọi người, cũng mấy tà cá đó mọi người. May mắn rồi mọi người ơi. Thời gian này trong này tập trung kéo rất là đông. Ui đâu đâu cá vào hết rồi mọi người ơi. Đây, đúng một ổ cá sòng luôn nha. Đây, thành quả của cô chú đổi lại rất là. Ui đây mọi người nè. Trời ơi, đây mọi người nè. Trời ơi, ui, nó nhảy nè mọi người. Trời ơi, y chang đẩy luôn mọi người ơi. Ui, rồi rồi. Ui, quá đã mọi người ơi. Rất là nhiều luôn mọi người. Anh dùng để quay nên không phụ. Ừ, 1, 2, 3. Cá không là cá mọi người. Lâu không nổi luôn nha mọi người. Mà kho với thơm cà ăn thì hãy xảy công là 7 nha mọi người. Cá nhiều quá mà các cô chú không đổ ra nổi, phải dùng mà múc ra từng kỳ luôn nha mọi người. Khoảng tầm 2-3 tạ cá gì đó mọi người. Cô ra rừng ra vô đây. Nhiều lắm mọi người này.
mọi người đang tụ tập lại mua cá khá chỉ là đông luôn á. Dạ. Đây. Cá căng tính trong con nó vậy đó con nó để cái nó bao nhiêu vậy lượm con đủ 50 luôn đi. Người tập không mua cá bắt chỉ lên gì mấy con 50 nó cũng bỏ đẹp sẽ mua 50 về ăn nha mọi người. Cá này giá cũng rẻ. Hai chục ký. Anh chị thường lái và cũng có mấy người người dân để mua đây. Cho 50 nhiều nữa hả? 50 được cắt gì là nhiều nha mọi người. Em sẽ gửi tiền. Đó gửi tiền bỏ qua để đi chị. Mua tôm cây luôn anh. Dạ. Còn giờ bắt đầu là các chị thương lái mua. Chú ngồi kia thì thao lưới lại để đánh giác lưới tiếp theo nha mọi người. Giác lưới này thì đúng khá cá đó mọi người. Tầm khổ này là 20.000 một ký. Yeah. 20.000 một ký ở đây khoảng từng 2 tạ rưỡi. Tầm 3-4 triệu gì đó mọi người. Nhưng mà thương lái mua thì tầm 15.000 ký. Đây là cả tầm số này là cả 3 triệu. Chắc giờ em cũng kết thúc video tại đây luôn nha mọi người. Xem video nhớ tặng Trang Quốc một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.